Rồi xin chào, hôm nay công ty Toàn Cầu sẽ giới thiệu về cái cần siết lực hiển thị điện tử của hãng EGIM ha. Model của nó đây, AWG2-10-B-10 ha. Đây là cái hộp của nó ha. Rồi. Mở hộp ra thì chúng ta thấy đây ha. Đây là cái cờ lê lực điện tử, hiển thị điện tử mặt đồng hồ rất là lớn ha, có nút PC, USM và nút up and down. Đây là cái chỗ gắn pin ha, đây chỗ gắn pin nó đây ha. Đó. Rồi kèm theo thì có cái thẻ bảo hành ha, này bảo hành 1 năm, và đây là cái catalog hướng dẫn sử dụng của nó đây ha. Đó. Đây thông số của máy ha. À. Đây thông số nó đây. À, đây bảng đo của nó. Đây model này đây 010. Bảng đo của nó từ 0 đến 10 Newton. Cái đầu vặn của nó là 1.4 inch ha. À. Này vặn được hai chiều luôn nha, clockwise and counter clockwise, tức là cùng chiều và ngược chiều cái đồng hồ. Ha. À. Bộ nhớ của nó đây, bộ nhớ thì cái loại này nó nhớ được 100 ha, 100 lần mình đo. Đơn vị đo đây, Newton mét, pound in kg lực ha. À. À, pin sử dụng hai pin 1.5V. À, đây ha. Đây. Nó có chế độ của nó đây, tức là chế độ lớn nhất và chế độ real time ha. À, rất là tiện dụng và rất dễ sử dụng ha. Này chúng ta thấy là cái chiều đo của nó đây, khi mà chúng ta đo theo chiều kim đồng hồ thì độ chính xác là cộng trừ 2%, và chúng ta đo ngược chiều thì cái độ chính xác nó là cộng trừ 2.5% ha. À. Rồi đây là nó có kèm theo cái đồ để chúng ta mở pin ha, mở gắn pin vô đây. Đó. Đây. Đây ha. Mở cái này thì mình gắn pin rồi cho nó nhanh ha. Đây là cái đầu đo của nó đây, trên đây có cái model và số serial number. Đây là cái đầu tiếp 1.4 inch ha. Đây là cái ratchet chúng ta có thể dặn cùng chiều và ngược chiều ha. Đây. À. Và đây là nút PC, là nút power and clear. Chúng ta bật mở nguồn đây. Bấm vô. À, mở nguồn. À, đó. Đây, nút US này là nút mà để chúng ta chuyển đổi cái đơn vị đo của nó. Đây. Wow, chúng ta có thể nhìn trên cái đây trên màn hình ở đây ha, hiển thị đơn vị là pound. À. Màn hình rất lớn nha, chúng ta nhìn rất là rõ ha. Bấm qua một cái nữa. Đây, pound. Kg lực. Newton mét ha. À. Rất là dễ sử dụng, và nút M này là nút để chúng ta nhấn, chúng ta giữ ha, đọc cái giá trị và để mà lưu dữ liệu ha. Đó. Rất là dễ thôi. Đó. Nhấn chúng ta giữ ha, này pin. Rồi. Rồi. Chúng ta đo ha, chúng ta dặn vô thôi. À, mình đang để cái chế độ đơn vị là Newton mét ha, à, đơn vị chuẩn của nó đây, chúng ta đo chúng ta dặn thôi, cái này là dặn cùng chiều trên đồng hồ ha. À, lúc này là khi chúng ta tắt thì chúng ta đây, nút lên xuống rồi, khi chúng ta đo thì chúng ta bấm thôi ha. Rồi tắt nguồn thì chúng ta bấm, chúng ta giữ khoảng 2 đến 3 giây đó đây. Rồi. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ha. Xin chào và hẹn gặp lại.